Chương trình xin tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng hải SCO tại Bangwa, miền Tây Ấn Độ đã chính thức khép lại. Sự kiện kéo dài hai ngày này được đánh giá sẽ đặt nền tảng cho Hội nghị Thượng đỉnh SCO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại thủ đô New Delhi. Chống củng bố, tăng cường an ninh và kết nối giữa các thành viên là vấn đề lớn được thảo luận tại Hội nghị. Ngoại trưởng Ấn Độ Supra Manjam cho biết, Hội nghị đã mang lại cơ hội cho hợp tác đa phương. Hội nghị cũng làm rõ các thách thức trên phạm vi khu vực và quốc tế, cũng như nỗ lực cải cách và hiện đại hóa SCO. Bên cạnh các vấn đề đã thống nhất, hội nghị vẫn còn nhiều bất đồng. Đối thoại về khủng bố ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn rơi vào bế tắc. Tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Ấn Độ Supramaniam Jayasingha đã nêu lên quan điểm khác biệt về tranh chấp biên giới. Tuy nhiên, hai bên đã cam kết tăng cường đối thoại để giải quyết khác biệt. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ấn Độ, Nga, Pakistan đã kêu gọi thành lập chính phủ đại diện Afghanistan. Hội nghị cũng thảo luận về việc kết nạp Iran và Belarus vào tổ chức cũng như có thêm 4 đối tác đối thoại nhằm tăng cường khả năng hợp tác song phương. Hãng tin Yonhap hôm nay đưa tin hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy việc xây dựng mới đang diễn ra tại bãi phóng tên lửa lớn của Triều Tiên. Theo trang mạng 38 độ Bắc chuyên theo dõi Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy một khu vực ven biển trước đây được sử dụng cho mục đích nông nghiệp gần trạm phóng vệ tinh Soha ở tỉnh phía Bắc Pyongan dường như đang được xây dựng. Cơ sở phóng tên lửa ở Tongchangri là nơi Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí chính, bao gồm động cơ tên lửa nhiên liệu trắng, lực đẩy cao vào tháng 12 năm 2022, theo báo cáo, các tòa nhà nông nghiệp tại địa điểm này bị phá hủy khoảng 2 đến 3 tuần trước đó, với việc xây dựng mới bắt đầu khoảng ngày 19 đến ngày 30 tháng 4. Báo cáo nhấn mạnh, không rõ công trình mới này có giá trị thế nào, nhưng nó có thể là một phần trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa và tăng cường cơ sở phóng vệ tinh theo mục tiêu mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặt ra vào tháng 3 năm 2022. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Fahan Ha cho biết, cơ quan này đang tìm cách mở rộng sáng kiến ngũ cốc biển đen và yêu cầu các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh trung tâm điều phối gồm Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể thống nhất cấp phép cho tàu mới tham gia sáng kiến. Theo ông Fahan Ha, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã liên hệ với tất cả các bên để thảo luận đề xuất nhằm cải thiện, mở rộng và gia hạn sáng kiến, lắng nghe quan điểm của tất cả các bên, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tiếp tục thảo luận, tháo gỡ thách thức và phối hợp để triển khai sáng kiến một cách đầy đủ và liên tục. Các đại diện của Liên Hiệp Quốc sẽ tham gia cuộc họp cấp chuyên viên do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì để thảo luận về sáng kiến này. Chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao hơn dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Istanbul với sự tham dự của đại diện tất cả các bên gồm Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 7 năm ngoái, nếu không được gia hạn, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 5. Một trong những sự kiện quốc tế thu hút sự chú ý của công chúng nhất trong ngày hôm nay đó là lễ đăng quang của vua Sạc Đệ Tăng. 70 năm trôi qua, vua Quốc Anh mới chứng kiến một lễ đăng quang của người đứng đầu hoàng gia lúc 16 giờ 20 phút giờ Việt Nam, vua Sark Đệ Tam và hoàng hậu Camilla bắt đầu lễ diễu hành của quốc vương, rời điện Buckingham tới tu viện Westminster trên cổ xe ngựa Diamond Jubilee State Hàng chục ngàn người, hàng ngàn binh lính, hàng trăm khách mời đã tập trung xung quanh tu viện Westminster ở London, nơi vua Sark Đệ Tam đăng quang trong số này có hàng ngàn người từ khắp Vương quốc Anh và trên thế giới đã cắm trại qua đêm, dọc theo tuyến đường dài 2 km để được tận mắt chứng kiến nhà vua đi từ cung điện Buckingham đến tu viện. Lúc 17 giờ, Tổng giám mục Justin Wenby bắt đầu nghi lễ đăng quang. Vua Sark Đệ Tam sau đó được Đức Tổng giám mục trao vương miện thánh Edward. Biểu tượng quyền lực của quốc vương chỉ được sử dụng một lần trong triều đại nhà vua cũng được trao các biểu tượng của quốc vương, bao gồm quả cầu và vương trượng. Một màn phô trương vang lên và tiếng súng chào được bắn tại tháp London và khắp thủ đô, và ở Zimbranta, Bermuda và trên các con tàu trên biển. Sau khi kết thúc buổi lễ, vua và hoàng hậu trở lại cung điện Buckingham, theo sau là hoàng tử William, người thừa kế vua Charles, cùng với vợ Kate và ba đứa con của họ. So với lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1953, quy mô và thời gian cử hành lễ đăng quang lần này được giảm lược khá nhiều. Tuy vậy, buổi lễ vẫn duy trì các nghi thức truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm và có sự góp mặt của nhiều hoàng thân trên thế giới, nguyên thủ các nước và hầu hết thành viên Hoàng gia Anh. Trong 3 ngày tiếp theo, Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục tổ chức các nghi lễ truyền thống, trình diễn ánh sáng, tiệc đường phố để chào đón kỷ nguyên mới. Một buổi hòa nhạc cũng sẽ được tổ chức tại lâu đài Windsor vào ngày 7 tháng 5 và được phát sóng trên các nền tảng truyền thông. Sau đó người dân Anh sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ lễ. Thưa quý vị, những đợt nắng nóng gay gắt đã trở lại ở Ấn Độ. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao đã giết chết 24.000 người kể từ năm 1992 và 90% diện tích bị ảnh hưởng. Có những lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ có tác động lớn đến kinh tế quốc gia Nam Á. Monica, một công nhân nông trại đang phải đi làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt. Cô chia sẻ, nếu chúng tôi không làm việc, chúng tôi sẽ không có đủ ăn. Mặt trời rất gắt và nóng, chúng tôi thường xuyên phải nghỉ dây lao rồi mới tiếp tục làm. Giống như Monica, một nữ dân số Ấn Độ làm việc ngoài trời như xây dựng và trồng trọt. Tổ chức lao động quốc tế cảnh báo quốc gia này dự kiến sẽ mất khoảng 6% số giờ làm việc vào năm 2030 do các đợt nắng nóng thường xuyên. Bà Saudra Mini Das, một nhà kinh tế cho biết, ở Ấn Độ, nơi hầu hết công việc là ngoài trời thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt nắng nóng. Công việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vẫn đang diễn ra. Theo báo cáo khí hậu do các nhóm môi trường công bố năm ngoái, năng suất giảm do nhiệt độ quá cao khiến Ấn Độ thiệt hại 5,4% tổng sản phẩm quốc nội. Ram Nares, một thợ xây cho biết mùa hè là mùa kém hiệu quả nhất trong năm. Nắng nóng ảnh hưởng đến năng suất, công việc mà chúng tôi có thể hoàn thành trong 10 ngày thì bị kéo đến 15 ngày. Chúng tôi gặp khó trong việc giao dự án đúng hạn. Ông Mahesh Palawat, một chuyên gia về khí hậu cho biết, bây giờ có những cơn mưa đại rác nhưng vẫn không đủ để hạ nhiệt độ. Các vùng riêng lẻ sẽ có mưa kiểu này nên nhiệt độ sẽ giảm ở một số huyện và các huyện lân cận sẽ quay cuồng trong điều kiện nắng nóng. Do mưa không phổ biến nên nhìn chung nhiệt độ sẽ không giảm. Điều kiện thời tiết nắng nóng bất thường dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 6. Nhiều người cảm thấy đã đến lúc chính phủ phải can thiệp để giúp đỡ và thực hiện cả các biện pháp ngắn hạn như tư vấn và các biện pháp dài hạn như trong trường khẩn cấp. Hoạt động ngoại giao con thoi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây sẽ được tiếp tục với chuyến thăm Seoul của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, bước mới nhất hướng tới việc khôi phục quan hệ song phương sau nhiều năm ngồi lạnh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới Hàn Quốc kể từ năm 2018, khi Thủ tướng lúc đó là Shinzo Abe gặp cựu Tổng thống Moon Jae-in. Chuyến thăm của ông Kishida đã cụ thể hóa hoạt động ngoại giao con thoi mà ông và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nhất trí khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Tokyo vào giữa tháng 3. Đánh giá trước thêm chuyến thăm, Thủ tướng Kishida nói, đây là cơ hội tuyệt vời để tạo động lực cho ngoại giao con thoi và trao đổi chân thành quan điểm về việc thúc đẩy quan hệ Nhật-Hàn. Kể từ khi Hàn Quốc công bố kế hoạch giải quyết tranh chấp về lao động thời chiến hồi tháng 3, ông Kishida bày tỏ mong muốn Nhật Bản nối lại quan hệ và chuyến đi sẽ làm nổi bật quyết tâm đó. Theo các chuyên gia, ông Kishida sẽ nhận được làn sóng ủng hộ khi đến Seoul, với một số cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông tăng vọt sau một loạt động thái ngoại giao, trong đó có chuyến thăm Ukraine cuối tháng 3. Cuộc thăm dò của báo Nikkei còn đưa tỷ lệ ủng hộ thủ tướng về chuyến thăm lên tới 50%. Về phần Tổng thống Jun, hòa giải với Nhật Bản là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại. Ông Lee Do-gun, người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, Thủ tướng Kishida đánh giá cao quyết định táo bạo của Tổng thống Jun nhằm cải thiện quan hệ song phương và xác định chuyến đi này là cách để bày tỏ lòng biết ơn. Trong vấn đề đối nội, ông Jun đang gặp khó khi người dân Hàn Quốc không chấp nhận các giải pháp của ông về vấn đề lao động thời chiến với Nhật Bản. Nhưng không vì thế mà nhà lãnh đạo này nản lòng. Giáo sư Junja Nishino tại Đại học Keio lập luận, nếu Seoul thúc đẩy sự hiểu biết về quan hệ song phương thì ngay cả những người đang phản đối cũng sẽ suy nghĩ lại. Một số người dân cho biết, chúng ta phải hợp tác với nước láng giềng thân thiết là Nhật Bản, Tổng thống Jun đã có quyết định đúng đắn. Chúng ta không quên, cũng không bóp méo lịch sử, nhưng nếu nhìn vào bức tranh toàn cầu, tranh chấp không có lợi, phải ghi nhớ lịch sử nhưng phải cùng nhau tiến lên. Seoul và Tokyo đang lấy lại động lực trong quan hệ song phương bằng nhiều hành động thiết thực mới đây hàn quốc đã đưa nhật bản trở lại danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy và tokyo hưởng ứng bằng quyết định tương tự